Hello cả nhà, lại là em đây. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho cả nhà một trong những mẫu ghế xứng đáng mua nhất hiện nay nha. Nằm trong phân khúc tầm 4 triệu ha. Đây là mẫu ghế cắt tóc nam chuyên nghiệp BX414. Đối với cái dòng sản phẩm này thì bên em cũng đang bán rất là nhiều rồi, chứ không phải là một mẫu xa lạ nữa. Thì hình ảnh thì bên em cũng post trên những website bên em hoặc là Facebook, những cái trang bán hàng của bên em thì cũng rất là nhiều. Nhưng mà video thì nó cũng có những video ngắn thôi, không có video chi tiết. Thì cũng có một số khách hỏi bên em muốn tham khảo về và muốn xem video chi tiết về cái mẫu này, thì sẵn tiện em làm luôn để cho cả nhà cùng xem ha. Rồi chúng ta đi vào chi tiết luôn ha. Trước tiên chúng ta sẽ xem phần lưng ghế trước ha. Thì đập vào mắt chúng ta sẽ thấy là phần lưng ghế sẽ được may theo văn caro rất là đẹp. Còn cái kích thước từ nệm ngồi mà lên tới phần lưng này á là 45 cm nha cả nhà. Rồi cái phần lưng ghế với cái phiên bản BX414 cải tiến này thì bên em đã làm dày hơn trước, nên là cái nó sẽ tăng lên cái độ êm ái và độ cứng cáp của ghế luôn ha. Rồi về phần nệm ngồi của ghế thì vẫn được giữ theo cái kích thước nguyên cái nguyên bản của nó, là phần đặt đít ngồi vào thì nó sẽ được hõm xuống và may theo văn caro luôn để nó tản cái một nhiệt và giúp khách hàng chúng ta sẽ ngồi thoải mái hơn ha. Rồi cái phần qua cái phần cục gối đầu này thì cục gối đầu này thì kích thước nó vẫn là chiều cao nó là 10 cm ha. Có thể rút ra khi chúng ta cầu mặt lấy tay ha, để khách có thể điều chỉnh theo cái kích thước cổ của khách hàng để khách hàng tựa ra cho thoải mái ha. Rồi em sẽ đặt xuống. Rồi ok. Rồi chúng ta qua phần tay ghế, thì phần tay ghế thì sẽ được ốp một ốp ốp miếng inox rồi để khách gác tay lên. Còn phần tay thì sẽ được nệm bọc da và khung phần tay là phần ốp tay như thế này đó, là inox 304 không rỉ nha cả nhà, rất là cứng cáp, rất là dày luôn. Hai tay thì nó đều như vậy hết ha. Rồi về phần ốp của gác chân thì cũng được may theo văn caro, nhưng mà nó sẽ nhỏ hơn so với phía phần lưng của chúng ta nha. Cái này là nó tạo điểm nhấn cho cái của ghế mình luôn á. Còn cái phần này là phần lót để nó thẩm mỹ hơn khi không cho khách hoặc là khách hàng, nói chung là nó sẽ cho thấy ít cái phần kết cấu bên trong của ghế hơn, nó che những cái khuyết điểm của ghế của mình. Rồi cái phần gác chân của chúng ta là gác chân cao su, thì cái phần này thì nó sẽ dễ dàng vệ sinh hơn. Rồi phần mâm ghế của chúng ta thì nó vẫn là dòng này, là bên em đã nguyên bản của nó là mâm lớn nha cả nhà. Thì mâm là kích thước của mâm nó là 68 cm, thì nó chịu tải trọng rất là lớn, lên đến 150 kg, rất là bình thường nha cả nhà. Rồi em sẽ đặt bên lên cho cả nhà coi, đạp rất là nhẹ nhàng thôi nha cả nhà, đạp nhẹ nhàng lên thôi. Ok rồi, đây khi đây là khi ghế được bên lên cao ha. Ok đây, còn kích thước từ nệm ghế xuống dưới phần nền nhà là khi đã bên lên cao là 68 cm nha cả nhà. Nếu mà mình hạ hết xuống cỡ thì mình trừ đi 5 cm là còn 58 nha cả nhà. Đồng nghĩa là khi chúng ta bên lên cao thì ghế sẽ cao thêm 5 cm. Rồi để em sử dụng thêm chức năng ngã luôn cho cả nhà xem cùng ha. Rồi ngã thì chúng ta sẽ đạp vào này và kéo phần từ lưng ra là nó ngã ha. Đây ok, đạp đây, kéo ra, ngã rất là nhẹ nhàng thôi nha cả nhà. Ok đói, đây là độ ngã của ghế BX414 nha cả nhà, ngã rất là sâu. Còn ví dụ như là khách hàng nào mà thấy cảm giác nó ngã sâu quá thì mình có thể điều chỉnh lên cao hơn một chút nha. Rồi độ ngã mình có thể điều chỉnh đó. Ok để em quay cái chi tiết luôn. Rồi. Ok
Rồi, cái này là mình có thể nhấn xuống thì nó xuống cục cái đầu ha. Rồi, để em quay chi tiết cho một lần nữa cho mẫu ghế này cho cả nhà xem nha. Đây là mặt trước của ghế. Mẫu này thì thực sự rất là đẹp luôn. À, và nó phù hợp như những cái tiệm nó có không gian mà thiết kế mà theo kiểu dạng như là nó gọn gọn một chút thì khách em đặt đặt mua mẫu này rất là nhiều luôn. Rồi. Rồi, cắn cái lưng ghế. Đây, phần lưng ghế nó như thế này nha. Rồi, còn ví dụ như cả nhà nào muốn xem hình ảnh chi tiết hơn á thì có thể báo em gửi qua ha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của em. Cả nhà cần hỗ trợ thì liên hệ qua số điện thoại 0911 410 151, hoặc có thể ghé địa chỉ cửa hàng của bên em ở 1024 Kha Vạn Căn, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức và thành phố Hồ Chí Minh nha cả nhà. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Bye bye.